cậu má mình nhỏ lắm em à, tao không ai đâu. Xin chào tất cả anh em đã đến với trận show match hay nhất ngày hôm nay. Vì tình hình là những ngày qua đã rất là thi đấu rất là dày đặc, thế thì dẫn đến việc đó là chúng tôi đã hết bình luận viên. Tôi xin phép được lên sóng cùng anh em. Xin chào 50 anh em đang có mặt tại livestream Facebook của Sam Entertainment. Sao mình đổ? Mày gọi ai mà mình đụng được thế? Vâng, cú phá đầu tiên đến từ team Philippines. Có vẻ như là chết chết con bị số 7 rồi. Hình vi khá là thoáng. Em ơi, sao không kìa? Cảm ơn Phong Hoàng Nguyễn đã chia sẻ livestream nha. Anh em hãy tích cực chia sẻ livestream này cho Sam Entertainment được không ạ? Vâng, các cơ thủ Philippines đang rất nhanh chóng nhận bàn. Có vẻ như hành vi với họ khá là đơn giản. Anh Đăng sinh năm 90 bạn nhé, bạn Minh Hiếu nhé. Còn Tạ Văn Linh của chúng ta sinh năm 92 và Johan Cho và Jim Renat cũng đều sinh năm 92. Có mình anh Nguyễn Văn Đăng là sinh năm 1990. Hello. Vâng, rất nhanh chóng, đặt phòng rất là nhanh chóng. Chắc là đang muốn về ăn cơm chiều. Băng dưới lên. Vâng, tỷ số là 1-0 dành cho team Philippines. Vâng, thưa bạn Hiếu, rất là nhanh gọn, hình bi phá rất tơi. Có vẻ như phá 9 bi xếp cao hay phá 10 bi đều không làm khó được hai tay cơ vô địch thế giới này. Đúng rồi, Chua vừa mới cắt tóc vào lúc 2 giờ chiều hôm nay. Sam Entertainment đã có một bạn đưa cho anh Chua đi cắt tóc. Kiểu tóc nhìn rất là Việt Nam ạ. Có vẻ như các cầu thủ chúng ta đang rất nôn nóng với bữa ăn chiều. Khi mà xếp bi cũng nhanh, phá cũng nhanh. Vâng, chết con bi số 8, chết viên bi số 9 rồi. Hai bi đã vào. Có một
đường về hai cũng khá thoáng. Hy vọng đây sẽ là một chấm danh nào cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Cảm ơn bạn Dương Di Huân nhá. Có vẻ như là vẫn có đường công viên số 4 thì phải. Xin chào 311 anh em đang xem trên livestream nhá. Anh em hãy chia sẻ mạnh lên nào. Trận đấu chúng ta còn rất dài. Cường lắc lỗ rồi. Có để, có hên không? Vâng, quyết định là tạo tình huống, một quyết định rất là nhanh. Vâng, những đường tính toán rất chi tiết đến từ cặp đôi ở Việt Nam. Có vẻ như đang tìm cách gãy bốn. Không được rồi. Không biết là anh Nguyễn Văn Đăng sẽ lựa chọn phương án chạy đạn nào đây. Vâng, đưa bóng về phía băng ngắn phía xa mà phía xa của bị cái. Có vẻ như là vẫn còn một chút má thì phải. Johan Chua có báo lỗ của bị số 5 hay không đây? Vâng, quyết định chạy đạn rồi, rất tốt. Cú chạy đạn rất là rất tốt. Để con bị cái sau con bị số 10. Xin chào 500 anh em trên livestream của Sam Entertainment nha. Anh em mà chia sẻ mạnh lên trận đấu này nào. Vâng, một con nhảy của Linh Tinh Quang. Có được muốn vào lỗ 10 không? Không được rồi. Nhưng vẫn là một con bi khó. Bên. Không biết là James có chạy đạn con bi cái sau con bi số 6 không? Để con bi số 4 về phía băng ngắn phía dưới bên này. Phía dưới này. Vâng, đúng là vậy rồi. Đùi dí dị vào con bi số 6.
Vâng, và có vẻ như là cũng còn hở khá là xa. Còn còn đường nào bằng? Vâng, ăn bằng chết rồi lỗ 10 hay không được. Đổi qua cái kênh. Vương ơi, nước tắm đổi qua kia. Chiều hoàng tham quá. Anh nữa, thì tên Vương ngay rồi. Giờ đang chua quán, thử xuống nhìn dòng sang xem Vương quán có đúng cách chuyện thức chuyện. Thế đấy đó. À, chồng. Ý không? Không có đúng không? Nhưng có vẻ là Johan Chu vừa báo lỗ con năm nhưng có vẻ là năm không vào. Có vẻ là có nhường hay không đây ạ? Có nhường hay không đây? Có vẻ là vẫn còn đường, vẫn còn đường ăn. Thấy anh Nguyễn Văn Đăng đang Tấn đường dây vô vật thì tao đánh cái sự vật mà làm khó lắm đây con đây kìa không vào thẳng lỗ không vào thẳng lỗ còn một cú mắt C của Linh Tuyên Quang. Sao tôi nhìn con bi vừa rồi nó cũng không có cong mấy nhỉ. Trời ơi tuyệt vời, không chết cái là hay. Xin chào 500 anh em trên livestream của Sam Entertainment nha. No. Vâng, vẫn rất kỹ càng. Có vẻ như là quyết định vâng, quyết định cắt đều cái ba băng lên giữa bàn đang bảy. Vâng, má này cũng tương đối là đẹp rồi. Má này là quá rất dễ để chém 7 và cái đi sàn C 2 băng. Kết thúc con 10 cùng lỗ. Vâng, 3 băng luôn cho nó thoát tay. Vâng, có vẻ như là Việt Nam sẽ được sang bằng tỷ số 1 đều. Vâng, và Việt Nam đã xong bằng tỷ số 1 đều ạ. Okay. Vâng, chào bạn Hà Bá nha. Hello Joe, hello. Cảm ơn bạn Xuân Đinh rất nhiều ạ. Đói. Lại vào rồi. Đặt cho em. Trên thang lục tụ. Trên trên chuông chưa. Chào 600 anh em đang có mặt trên livestream của Sam Entertainment nha. Và thể thức này là thể thức phá luân phiên. À vâng, phá luân phiên chạm chính. À, chúng ta hãy xem cú phá của đội tuyển Philippines. Vâng, một cú phá long trời lở đất. Nhưng có một và đường ra hai vẫn sáng. Quá vâng, vẫn là tác phong rất là nhanh nhẹn đến từ đội tuyển Philippines.
Thề cái ông này có vẻ là đói lắm rồi. Vừa rồi là... tôi không biết luật thế nào nhưng mà con vừa rồi có cần phải phải báo lỗ không các bạn nhỉ? Nó phải là một con kê má không nhỉ? À, tôi ở đây tôi nhìn không rõ. Sao? Vâng đúng rồi, đỡ tốt trên bàn. À, gấp gấp lắm rồi, gấp lắm rồi. Đói đói đói, cơm chiều tới nơi rồi. Tác phong nhanh nhẹn thật sự ạ. Vâng, rất 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 là nhanh nhẹn đến từ đội tuyển Philippines ạ. À. Và tỷ số nhanh chóng được đưa lên là 2-1. Và tiếp theo sẽ đến với lực phá của đội tuyển Việt Nam. Vâng, bia ôm không tôi không biết nhưng mà tôi thấy là James và Johan Chua có vẻ rất nóng lòng đi bữa cơm chiều ngày hôm nay. Cậu vừa rồi tôi có nghe thoáng thoáng tối nay các anh sẽ đi đâu đó làm vài món đường phố như cà phê hay là câu lạc bộ gì đấy. À, không biết là lịch thế nào mà anh em rất là vội ạ. Vâng, cú phá tiếp theo là nút của anh Nguyễn Văn Đăng. Trời ơi, long trời lở đất luôn, bi đâu, bi đâu, bi đâu. Còn vị số 4 đâu? Rồi. Tại Văn Linh cứ nghĩ là đã vào rồi nhưng không không có vị nào vào cả. Linh YouTube bạn có thể tự search là Sam Entertainment VN như vậy nhé. Hoặc là ở đây ngay đây mình sẽ ghim bình luận cho các bạn. Vâng, đúng là đi đi chấm như đi chợ là có thật các bạn ạ. Không những một ông mà hai ông đều đi chợ. Vâng, đỏ hay không đây? Không, phơi rồi, chắc là phơi hàng rồi. Chắc là phơi hàng rồi các bạn ạ. Vâng ạ. Rất gấp gáp ạ. Có vẻ như là không biết lịch trình trưa nay đã ăn cái gì mà không hợp đồ ăn hay sao, ăn rất ít và rất đói.
Vâng, không một giây chậm trễ luôn các bạn. Bi vừa dừng là đánh đánh luôn. Gấp. Rất gấp rồi. Vâng ạ, giờ cơm đến rồi các bạn ơi. À, các trận đơn đều đã đánh xong vào buổi trưa ngày hôm nay rồi nha, bạn hãy đăng nhé. Chúng ta vừa có 3 trận đơn đã diễn ra xong hết rồi và trận đấu này trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. 8 giờ ngày hôm nay thì hai cầu thủ chúng ta sẽ có một buổi livestream nói chuyện chia sẻ với người hâm mộ trên livestream của Sam Entertainment vào lúc 8 giờ tối. Thì các bạn có thể chú ý theo dõi và có thể đặt câu hỏi cho các cầu thủ chúng ta. Vâng, mình vừa ghim đường link dẫn tới kênh YouTube của Sam Entertainment nhé. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Sam Entertainment nhiều hơn nữa để có thể có được những giải đấu để có những giải đấu phục vụ cho các bạn để xem. Thầy hai ông này vừa quay qua quay lại phát hết bàn tiếp rồi. Vâng, khả năng cao tỷ số đang lên là 4-1. Vâng, đúng rồi. Như vậy các bạn ạ. Tỷ số là 4-1 dành cho Philippines. Như các bạn có thể thấy thì với trình độ có thể rất cao của bốn cầu thủ ở đây thì tất cả các cầu thủ ở đây đều là thuộc A+ Pro Team. Nhân dịp Jemaranat và Johan Cho vừa vô địch World Cup ở Bull thì A+ mời các anh về để giao lưu cùng với người hâm mộ Vlad ở Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ đến cú phá của Tạ Văn Linh nè. Phần phá này, nhảy cả bi lên bàn, một bi chết và hai bi chết rồi. Có hình hay không đây? Vâng, tôi vẫn chưa thấy con hai nằm đâu cả. À, tôi thấy rồi. Có nhiều rồi. Ôi, con chết rồi. Ôi, con ra. Chờ. Phải Vâng, này có không biết là sẽ điều con bi cái như thế nào để có được hai và ra bốn này.
Hoàng Sao hôm nay không có một trận nào nhé. Hoàng Sao hôm sắp tới lịch trình sẽ đi thi đấu nhiều nên là hôm nay Hoàng Sao sẽ không có một trận đấu nào. Trận đấu của Hoàng Sao đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Hoàng Sao Village Center rồi ạ. Mình đứng một anh đi anh đánh thêm 1 chấm nữa qua đại sẽ rất thích chứ nó đánh về rồi không em ra ngoài không qua phi bộ Vâng, vẫn là những đường cơ rất kỹ càng đến từ hai cầu thủ Việt Nam. Không trái ngược với đội Philippines thì đội Việt Nam đề cao sự chính xác và sự kỹ càng trong từng đường cơ. Vậy nên thời gian đi hết bàn có vẻ là lâu hơn đội Philippines. Philippines có một độ tự tin rất cao. Vâng. Rồi. Vừa đẹp, không bị cò tay. Không biết là có vẻ như là đánh lỗ 10, cắm chích chô lại. Đây thực sự là một trận đại chiến của A+ Pro Team. Khi mà tất cả những cầu thủ ở đây đều đã có những có được trình độ tương đối cao. Nhưng không muốn nói là top đầu thế giới như James Arana và Johan Chua cũng như là bộ đôi đương kim vô địch 10B và cựu vô địch 10B của vô địch quốc gia năm 2022 và 2023 đó là Tạ Văn Linh và Nguyễn Văn Đăng. Vâng ạ, rất chính xác. Bi cái đâu. Vâng, tôi nghĩ là con bi này cũng không phải là một con bi có thể làm khó được anh Tạ Văn Linh. Và tỷ số rất có thể là 4-2. Vâng, đúng là như vậy. 4-2 rồi. Và với thể thức phá luân phiên này thì chúng ta chỉ cần đánh tốt phần việc của mình và làm tốt phần việc của mình và chờ đợi những sơ hở, những sai lầm đến từ đối thủ và tận dụng tốt nó để có thể vươn lên dẫn trước và kết thúc trận đấu. Xin chào 640 anh em đang có mặt trên livestream của Sam Entertainment nhé. Anh em hãy share livestream này nữa đi nào. Trận đấu chúng ta đang bắt đầu đi vào những giai đoạn giữa của game đấu rồi. Anh em cứ mình cứ gọi anh em thì gọi là Văn Đăng gọi là Văn Đảng mà mình thì cứ lại bị lai Đảng Từ Sơn với lại Nguyễn Văn Đăng nhưng mà nó là Văn Đăng nhá, tên tên đầy đủ của anh mình có anh nhiều anh em có vẻ như là vẫn lấn cấn cái chuyện tên của anh Đăng thì tên của anh Đăng tên tên thật là Nguyễn Văn Đăng chứ không phải là Đảng nha mọi người. Bạn thông cảm Sài Gòn, bạn Trọng Nghĩa thông cảm Sài Gòn dạo này thời tiết thất thường quá, miệng giọng tôi đang hơi bị khô. Vâng, bạn Cao Việt Dũng, bạn thông cảm với tôi. Tôi là người miền Nam nên là nói giọng bình luận thì để có tương tác với anh em thôi chứ tôi không phải là dân chuyên bình luận và giọng tôi cũng không phải hay lắm. Đấy, các bạn hãy cứ đừng gọi tôi là bình luận viên mà có thể là coi tôi như là một người cùng xem livestream như các bạn vậy. Vâng, có vẻ hôm nay vào khoảng 5:30 chiều thì có những anh em cũng chưa đi làm về nên chưa kịp theo dõi trận đấu này. Nhưng không sao. Tối nay vào lúc 8 giờ tối thì sẽ có một buổi livestream trên kênh Sam Entertainment được tài trợ bởi nhãn hàng Applus. Sẽ có một buổi livestream chia sẻ của hai idol James Arenas và Johan Chua. Mọi người xin mong tất cả mọi người sẽ có thời gian để góp mặt trong livestream này. Alo, tôi chưa nghe mày.
cái mic này làm sao nhỉ? Mic nhỏ hay là giọng mình, giọng của mình nhỏ đây em nhỉ? Cảm ơn bạn Nguyễn Thắng đã follow nha. Cảm ơn bạn Tú Nguyễn đã follow Sam Entertainment ạ. Nào, lướt cái bình luận cái nào. Rồi. Vâng ạ, vậy thì tôi sẽ nói kỹ thuật hạn chế chuyển góc cam để các bạn có thể tiện theo dõi diễn biến của trận đấu. Vâng, có vẻ là từ hôm qua đến giờ thì có rất nhiều fan hâm mộ của Philippines cũng vào livestream của Sam Entertainment để cổ vũ cho hai cơ thủ của nước bạn. Cũng không hẳn đó bạn ạ. Hoàng Sao là một phần, nhưng mà cũng có thể là hôm nay là ngày thứ ba, mọi người cũng đi làm và trận đấu này diễn ra cũng vào khung giờ cũng khó để các bạn có thể theo dõi nhiều. Tôi không không biết là được ăn nhẹ chưa, nhưng mà ngày hôm qua thì tối về các anh say khất lên khợt ạ. Dạ. Vậy chưa vào. Sao giờ nó cứu em nó chữ. Nó còn một tên từ. Tốt. Nó chưa. Hello tất cả anh em nhé. Tôi là Phong Zena đây, quay lại với tất cả anh em rồi đây. Xin chào mừng 6.290 anh em đang xem livestream. Và quay trở lại trận đấu, ván đấu thứ 8. Quyền phá bi về team Việt Nam mình. Zen với chua chắc là được đi ăn ghẹ 50 cân chưa bình luận viên? À không bạn ơi, cả hai vận động viên đều có vợ rồi. Cuộc sống đang rất hạnh phúc. Chỉnh mic à? Thanh nghe nhỏ nha anh em ơi. Anh em nghe tiếng bình luận có rõ không nhỉ? Anh chào.
Và đang có một chút trục trặc về âm thanh, rất mong anh em thông cảm nhé. Đội ngũ kỹ thuật sẽ sớm khắc phục. Ok, một pha bắt đùi đứt cửa luôn. Trời ơi, quá sành điệu từ Linh Tuyên Quang. Anh em thấy gì chưa? Quảnh hay thật. Tiếng này hơi rẻ. Ok, cảm ơn bạn Thế Văn Trịnh, Trịnh Văn Thế đã góp ý nhá. Hello Khắc Hùng nhá. Ok, anh em nghe âm thanh đã ổn hơn chưa nhỉ? Và hôm nay thời tiết hơi xấu nên là giọng bình luận viên có hơi âm thanh nó hơi nhiều bát một tí. Anh em thông cảm nhá. Một pha trồ kê đầu đi số 7. Không biết là anh có tính toán gì không. Pha điều bi không tốt. Và cơ thủ Đặng Bắc Ninh đã cảm thấy là không hài lòng vào cú đánh của mình. Chào Lây Hái Hoa. Ok, chào bạn Đinh Anh Dũng. Quá tốt từ Linh Tuyên Quang. Liên tục là những pha highlight để từ cơ thủ Linh Tuyên Quang của chúng ta. Vâng, lại thẳng tắp như cây cơ rồi anh em. Tiếp tục của test tay của anh Nguyễn Đức Minh tiếp. Vừa nãy trô con bi số 3 sai rồi. Cho trô lại. À không, anh quyết định không trô. Trô, vừa trô hỏng con bi số 3 xong. Vâng, xin chào cầu thủ Trọng Nghĩa nhá. Bình luận viên không chơi võ lâm nhá, bạn Nghĩa nhá. Bình luận viên chỉ đánh visa thôi. Nếu mà visa lúc nào cũng tiếp được cơ thủ Trọng Nghĩa này. Cứ số 8 là lên xe. Chào Dũng Tuấn Con. Hơi thiếu lực rồi. Tuy nhiên là tôi nghĩ là không có gì khó khăn đâu. Má bì cũng khá là ngon. Ok anh em ơi. Ui rồi lại test động tác của Linh rồi. Liên tục test nhau. Ao. Ui xô. Bộp lỗ. Tí sau trận đấu này tôi phải cho đội ngũ kỹ thuật để kiểm tra lại các lỗ của 6 lỗ của bàn mới được. Anh em nghe âm thanh bình luận đã ok con dê chưa nhỉ? Wow.
Xin cảm ơn Văn Bảo, xin cảm ơn tất cả mọi người đang xem livestream. Dồi ôi, cú phá bì kìa. Như bom nổ luôn anh ạ. Nào, một đường riêng hay không? Hình như là mất đường rồi. Còn bị cái nhảy lên xong dứt. Ngay giữa bàn luôn. Quá dũng mãnh quá. Trên mà Nadat đang Ranat đang bảo dù ăn chua là con này mát xê là ăn được rồi, không cần phải cầu kỳ lắm đâu. Khá khó khăn thì mát xê và vừa mát xê vừa căn lực nữa anh em ạ, không hề đơn giản một tí nào. Rất là đáng tiếc cho cặp đôi ở Philippines. Nào thôi họa đi, họa đi. Ra thẳng như cái cờ cầu thủ Lịch Tuyệt Quang, cười rất là tươi. Anh quyết định báo lỗ để thực hiện cú A bằng rồi anh em ạ. Cú vét máng. Vâng, rất trời ơi anh em xem kìa, đã băng xong lại còn điều lấp đít con bù số 4 như này. Ok, đẹp nhất quả nhất rồi. Vâng, xin chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Anh em hãy giúp cho mình một lượt chia sẻ, một lượt follow, một tràng bão like, bão tim để cùng ủng hộ cho hai cặp đấu, bốn cầu thủ của chúng ta nào. Tất cả bốn cầu thủ đều nằm ở trong team A Plus. Hay chưa? Biểu bi như thế này xếp bi thôi. Vâng, chắc chắn là tỷ số sẽ là 4-5. Ok, tỷ số được rút ngắn 4-5 cho Việt Nam. Cú vất máng là cú gì vậy bình luận viên? À vâng, tôi rất là xin lỗi, tôi dùng sai từ nhá. Vét băng bạn nhá. Vâng, bạn Thế Văn Trịnh, như theo thông tin của đội Hóng Hức vừa báo về tôi ấy, thì cơ thủ Văn Đãng có tham gia những giải đấu biển lớn bạn nhá. Phải cả vét máng. Và tôi rất xin lỗi, tôi dùng sai từ. Vét băng anh em nhé. Cho volume mic to lên. Ok, tôi test mic thấy mic rất là to rồi. Bạn Nguyên Đình Đoàn này, hay là điện thoại của bạn dởm nhỉ? Nguyên ơi, có cần xin chữ ký không? Anh xin cho em. Nguyên ơi, có cần xin chữ ký ạ? Vâng, 600 anh em đang xem này, nếu mà ai có nhu cầu mà muốn xin chữ ký của idol ấy, thì có thể inbox riêng cho cầu thủ Phong Gianda nhé. Giá của mỗi chữ ký là 50.000. Vâng, một cái giá, mức giá rất là phải chăng. Tôi không biết là anh em điện thoại anh em có mở hết follow chưa, chứ tôi test qua điện thoại tôi nghe và biết cả tai ấy. Sao lại nhỏ rồi nhỉ?
mức tôi tăng cỡ lên rồi mà anh em vẫn cơ bé. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Anh em nghe lại xem. Nghe ok rồi, ok, cảm ơn cơ thủ Phùng Tuân nhé. Lại mức nghe nhỏ thật, sao lại hai trường phái khác nhau ở đây, tôi không biết là phải lên tin ai luôn đấy. Người thì bảo nhỏ, người thì bảo to. Thế là bạn trọng nghĩa là khả năng bạn phải đi khám lại tai nhá. Chứ ngày xưa tôi nhớ là bạn bị lãng tai đấy. Tai này có vẻ hơi điếc đấy. Ê. Hơi dè bạn Trịnh. Mấy hôm nay là bình luận viên thuốc thang rồi bia bọt hơi nhiều cho nên là giọng nó hơi bị nhiều bát đấy. Anh em thông cảm tí nhá. Điện thoại đều vứt đi, mua iPhone 4 như tao mà dùng. Vâng, anh em có nhu cầu up lên iPhone 4 thì có thể liên hệ bạn, anh có anh ở đây rồi để lấy tiền nhá. Các ông cứ trêu thật hay là anh em đang trêu tôi chứ? Đúng rồi, cũng có thể đấy. Nào, mải chém rõ quá. Chả để ý trận đấu gì, loanh quanh sắp lên 6-4 rồi anh em ạ. Mấy rồi? 24 sao nha. 4 trái bi nữa rồi. Rồi, cao đầu gậy lên đẩy. Cái dứt lên giữa bàn. Quánh hai băng luôn cho sành điệu hơi thiếu lực rồi. Nhưng mà không sao. Vẫn là một pha điều bi sành điệu. Ủa? Ồ, xin lỗi anh em, vậy là bi số 9 vẫn còn nguyên đường ở lỗ thít bên này. Ok. Đánh như đi chợ luôn. Vâng, tỷ số được lại được nâng lên cách biệt 6-4 cho đội Philippines. Không. Anh em hôm nay có thấy cái điều gì khác biệt không nhỉ? Pha biết mang quá hay. Anh em có thấy điều gì khác biệt trên cầu thủ Johan Chua không? Em ơi, bầu khó khắc. Bầu anh không cảm. Bầu anh không cảm. Cầu thủ Johan Chua sớm. Vâng. Phá phá bì dũng mãnh thật. Anh Sơn Cu bình luận viên ạ, không bạn Nhất Long nhé, mình là bình luận viên Phong Zenda nhé. Anh Sơn Cu đi mũi né rồi, chỉ có Quốc Hoàng mới gánh được team này thôi. Nay có Đào xếp đi không, đây là nhân viên nữ bạn nhé, ai được gọi là nhân viên là Đào. Ông linh tinh, ông này chắc là hay đi hát rồi, đi hát với đi massage rồi. Một. Cầu thủ Johan Chua vừa tôi vừa nói là có một chút khác biệt, đó là hôm nay anh đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa và anh đi tút lại vẻ đẹp trai của mình, trải nghiệm 7 bước cắt tóc gội đầu giấy tai rồi massage bên ở Việt Nam. Sau khi về thì anh đánh giá là Việt Nam number one, quá đàng hoàng, là không biết là có độ gì không nhỉ? Không bạn nhá, Vũ Tuấn Anh nói không với bia độ nhá, nếu không được giá. Bạn Trần Giang này sao lại có những cái bình luận khiếm nhã như thế nhỉ? Tôi nghĩ là bạn nên đi học lại một khóa bình luận nữa bạn nhá. Chắc đi massage rồi đúng thật. Bạn Trần Giang, nếu mà tôi 600, hơn 600 anh em mà chả ai chê, mỗi ông Trần Giang là chê. Lại đang đang đi chữ tôi bộ sao đi với idol này kiểu nó không có không khí
chất một của công tiếp chất một công tiếng vai mình ngầu sẽ thấy gì ta thì này anh em ấy tiếp nghe là giống như quá là quá cái gì thế gì sự là tối đang chuyện này hay không trời ơi khéo trước ok đẹp lắm rồi anh em thế chương trình này không một đẹp mai là đừng quên mai mai là qua trường nào mai bên you mai bên you mình ăn không hỏi hỏi không trả lời nên họ khó họ quá tính mình bé thật phi mà không có đội thì hơi lạ nhỉ nếu mà có bình luận nào ấy, mà bình luận viên bỏ lỡ không trả lời anh em thì rất là mong anh em thông cảm nhé tại vì nhiều khi là có nhiều bình luận nó bị trôi ấy thì sẽ bỏ lỡ rất mong anh em thông cảm và cho bình luận viên nhé. Được, quay trở lại trận đấu lại một pha điều bi thiếu lực của Linh Tuyên Quang. Anh Phong dạo này có rút tiền vào đầu nữa không? Võ Khắc Hồng ơi, đấy là cái khoảnh khắc mà tôi không muốn nhớ đến trong sự nghiệp sút tề của mình nữa. Tôi xin chào cầu thủ Nguyễn Xuân Tùng. Trận đấu chiều nay giữa Dream và anh Đặng Bắc Ninh thì ở phần thắng cuộc thuộc về cầu thủ Chim Aranat các bạn nhé. Thank you for the stream. Ok, thank you Fairly Clado Stantiga UL. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Kèo này Việt Nam chơi tới 7 là cùng. Trái bóng tròn, bóng vẫn chưa dừng, chưa nói chữ điều gì bạn ơi. Bình luận viên này vẫn còn đen lắm. Vâng. Xin nhờ bình bên kỹ thuật block ngay cầu thủ trọng nghĩa cho tôi. Có để chửi bình luận viên không cũng không sao nhưng mà chê bình luận đen thì quá là đụng chạm luôn. Đấy, mải chém gió với anh em ở đội tuyển Việt Nam lại chuẩn bị lên rút ngắn tỷ số rồi anh em ạ. Trời ơi một pha xịt kìa. Xịt như xịt đốp xe luôn. Quá đàng hoàng luôn. Ô, xin chào 700 anh em đang xem livestream nhá. Bình luận viên trò cơ thủ Phong Zenda bao giờ ra sân nhé ạ? Vâng. Xin chào bạn xin chào cầu thủ Nguyên Đình Đoàn nhé. Vâng và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Hỏi hệt như chửi luôn. Câu trả lời là cầu thủ bình luận viên Phong Zenda đang ngồi bình luận bạn nhé. Mà không được đánh ạ. Vừa lòng bạn chưa? Chấp Việt Nam chạm 7 vào kèo anh em ơi. Ok. Vẹt như vẹt băng. Đấy. Loanh quanh lại hết hình rồi. Con này tôi đánh còn hết. Đấy. Rất nhiều cầu thủ hạng B hạng C là đang bảo là cơ này đánh còn hết. Nào lại điều bi sát băng lại thử tay thắng. Không. Ok rồi. Ngon lắm rồi. Lại là con bi động tác. Cú lê xoắn xòe ba băng cho sành điệu. Không. Mà anh chắc ăn thế nào. Thì ra cầu thủ chuyên nghiệp cũng đánh ăn chắc như mình anh em mình. Số được rút ngắn 6 năm cho Việt Nam anh em nhá. Em cổ vũ cho Việt Nam nào, cổ vũ cho cả hai. Ừ, nhân viên kéo cái dây căng lại này. Ok, thông cảm anh nhé. Kéo ở bên kia móc ra đây em. Anh để cây xích ra ngoài tí. Rồi, hai bước vào đấy chặt chân này kìa. Đúng Mình lưu viên Tấu Hải vãi trưởng. Ui. Xin chào bạn Quang Mạnh nhé. Vâng. Bình luận viên rất là nghiêm túc bạn nhé. Không hề tấu hài một tí nào. Tiền về, tiền về. Chắc vậy rồi anh em ạ. Chút nữa sau trận đấu này tôi sẽ ra ngỏ lời mời hai cầu thủ, ba cầu thủ
team Philippines sẽ đi thử món đặc sản của Việt Nam, đó là món thịt chó. Thịt chó với bì hơi thì ăn đầy bụng chết các bạn ạ. À, rất là nhiều người, rất là nhiều nhân viên xếp bi vẫn nhé, nhưng mà các cầu thủ người ta thích tự xếp bi các bạn. Huấn luyện viên hay thông cảm nhất Việt Nam. Hình như là hết đường rồi anh em ạ. Chùa đang nháy, chắc là đang chửi thầm đây. Xin chào cầu thủ Hiếu Trịnh nhá. Trận đấu đang diễn ra tại câu lạc bộ A Plus Vlog, địa chỉ 346 Tân Hương, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ạ nhá. Ngoài Bắc đang mưa, dẫn đội Phi đi ăn cầy tơ 7 món là quá hợp lý. Ok, nhưng mà tiếc là các cầu thủ chúng ta lại đang ở Thành phố Hồ Chí Minh bạn ạ. Và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cũng không thiếu gì mưa luôn. Nói về mưa. Vâng, một pha thủ bi rất là chi tiết, đưa bi số 2 ra cửa lỗ. Vâng. Mời anh sơ rồi. Hôm qua có thi đấu chấp món chấp hai lon không bình luận viên. Bình luận viên có đẹp dai bằng dêm không nhở? Vâng, xin trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hiệp là bình luận viên không ai dêm không đẹp trai bằng bình luận viên nhá. Bình luận viên thì đẹp trai nhất cái giải ngân hà này rồi. Alo. Ủa, Sài Gòn làm gì có chó, bạn hơi nhầm. Nếu mà bạn có dịp vào Sài Gòn tôi dẫn bạn ra chợ chợ chó luôn, ở quận 12 luôn. Bạn thích mua bao nhiêu con cũng được. Thì chợ chùa húp bán tiết canh bánh chợ căng thôi bạn ơi. Hộ bắt tiết canh xong vào lại vừa đánh vừa chạy nữa thì chết. Ok bạn Nguyên Đình Đoàn nhá. Vâng, tất cả anh em ai mà có nhu cầu muốn xin chữ ký của các idol ấy, cứ inbox riêng cho tôi. Facebook của tôi là Phong Hồng Nguyễn. Mỗi chữ ký 50.000 anh em nhé. Rất là rẻ luôn. Giá cả rất là vừa phải. Chính xác Tuấn Anh Vũ. Lại thêm ông Nguyễn Phong này nữa. Block ngay ông Nguyễn Phong này rồi. Bình luận viên nói như cờ cờ. Lần sau ông chửi thẳng em nhá, ông chửi cái này tôi không biết là nên có khóa hay không á. Ông ngoài Bắc hôm nay đang cháy thịt cầy, có thấy không? Địa chỉ chợ chó hả? Đinh Thị Thu Thủy, địa chỉ chợ chó là nó nằm ở khu gì nhỉ? Gì quận 12 nhỉ, phường Trung Mỹ Tây ấy. Đúng rồi, giờ ra Bình Long đầy, bọn bạn Khắc Hồng này có vẻ là đúng khu bạn sống rồi đấy. Vâng, xin chữ ký xong rồi tôi sẽ gửi online cho các bạn nhé. Bằng một hình ảnh. Đúng tiền phòng, thần gió, chém kinh thật. Cho chùa ghẹ đồ sơn. Ghẹ đồ sơn tôi nghe nói là cái gì dẹp hết rồi á. Bình luận viên hợp cơ à? Không bạn nhá, tôi là bình luận viên Phong Zenda nhá. Bình luận viên hợp cơ thì hình như là đang đi du lịch đâu đó ở trong Sài Gòn rồi. Bình luận viên này đánh đá, bình luận viên có đánh đá đâu, bình luận viên nói bình thường mà. Đấy, loanh quanh tỷ số lại là 6 đều rồi, anh em ơi, vô tay nào. Anh em báo like, báo team để cho team Việt Nam mình bật tôm nào. Vâng, Trần Giang, không biết là tôi nói gì đụng chạm bạn Trần Giang hay không mà bạn tôi im xong lại nói mà như cờ cờ. Bờ lốc ngay bạn Trần Giang này cho tôi. Ngày nào cũng ở Outlook chơi. À thế à? Bình luận viên giao lưu không? Giao lưu môn gì chứ?
Ông bảo giao lưu xong nhận giao lưu xong lại mang cỗ bài ra thì chết. Tôi không biết đánh bài. Và chính xác bạn Anh Đức nha, chua thì cơ thủ Johan chua thì tiểu lượng hơi kém bạn ạ. Cho nên là uống khoảng 2 lon bia Tiger mặt đã đỏ bừng rồi. Và sau khi hết đỏ thì anh uống thêm 5 lon nữa. Bắt đầu chuyển sang trạng thái là tái. Sau khi tái thì anh lại uống thêm được 10 lon nữa. Thế với ảo. Việt Nam đánh quá chi tiết mà. 9-8 cho Việt Nam đúng không? Ok anh em cổ vũ nào. Hứa em ơi, có khóa block được không nhỉ? Block luôn mấy cái bạn vô văn hóa này đi. Thứ nhất là bạn Thu Thủy này. Bạn cái gì Trịnh Thị Thu Thủy ấy, rất là vô văn hóa luôn. Để bà dã man anh em ạ. Như bom dội luôn. Đùng. Em đây xuống. Chắc là văng người kia văng ngược vào. Chắc tinh nóng quá. Viết tập thư là làm tí trà nước 9 bì được không anh? Rất là được luôn. Có anh em mà ai có nhu cầu là ai muốn giao lưu tí bản nước thì có thể đến trực tiếp địa chỉ 346 Tân Hương anh em nhé. Để được giao lưu và gặp gỡ với cầu thủ Phong Diên Đà nhé. Để em rửa bát cho vợ chạy lẹ qua xem. Vứt bát vứt đũa hết ở đấy. Mai rửa lên xem luôn. Team Philippines tên là gì vậy? Bình luận viên và giải này là giải gì? Vâng, xin chào bạn Thế Toàn nhé. Đây không phải là giải bạn nhé. Đây là trận đấu giao hữu giữa đoàn Việt Nam và đoàn Philippines. Còn và hai cầu thủ đại diện cho Philippines và đại diện thi đấu đó là cầu thủ Johan Chua, áo xanh đen trên màn ảnh và cầu thủ Jim Aranat, áo màu đỏ. Ông Phong này bú bia chắc cũng khét đấy. Tôi không hề bia rượu ăn nhá. Tôi chỉ nhậu thôi. Bia rượu. Mất quan điểm. Bình luận viên. Bình luận viên hạng C Sài Gòn anh em nhé. Vâng. Màn rượt đuổi tỷ số khá là gay cấn đấy. Ok tỷ số được nâng lên cách biệt 7-6 rồi anh em ơi, 7-6 cho Philippines. Nào thua nữa là họ không dám đánh Việt Nam nữa đâu. Hôm qua mới thua rồi. Chưa khiếp. Phải. Trời ơi giao lưu này thì thắng thua không quan trọng. Thắng thì vinh quang, thua thì buồn thôi. Có gì đâu mà không dám đánh. Đánh hết. Giao lưu cân thịt chó nhỉ. Cân thịt chó bây giờ là bao nhiêu tiền một cân nhỉ? Chọn. Có cơ thủ Long Ma đấy hay đi ăn trộm chó thì cho tôi hỏi là chó hơi bây giờ bao nhiêu một cân nhỉ? Vâng, cầu thủ Trần Xuân Thịnh. Hình như là hai cầu thủ chúng ta khá là đói bụng rồi, cho nên là muốn đánh nhanh rút gọn để còn đi ăn uống chén ly chén chú chén anh nữa. Mr. Hoàng Sao nay không có chất nào à, anh Mr. Phong ấy. Anh Hoàng Sao nay không bạn nhá. Chương trình ngày hôm nay là không có lịch giao lưu cả anh Hoàng Sao bạn ạ. Hơn 2 lét hả? Trộm chó 80. Ok, hơn 2 lét thì xong rồi. Hơn 2 lét là auto ok luôn. Sở một pha đuôi xanh điệu trước kìa. Đuôi tỏi mông rồi anh em ơi. Không, không, không.
Có chạy rồi. Pháo đánh hợp lệ. Học như sẵn thịt dậu. Đúng không? Rồi ôi ông chạy đạn quá là nhẫn tâm luôn. Ok Trần Linh nhá, anh em ai muốn giao lưu gì cứ đến đây tôi tiếp hết, tôi là vua lý đòn của Sài Gòn này mà, kèo nào cũng nhận, kèo xương quá là tôi từ chối. Và xin chào cầu thủ Bảo Phước nhé. Thì lịch giao lưu với cả anh Hoàng với cả hai cầu thủ này thì đã diễn ra ngày hôm qua tại câu lạc bộ Hoàng Sao Billac Center các bạn nhé. Theo một nguồn thông tin mật mà không thể tiết lộ được là ngày mai sẽ giao lưu tại câu lạc bộ Tùng Anh Billac tại Bình Dương hay sao ấy. Nguồn tin này là nguồn tin mật, đề nghị anh em là không được linh tinh nhau. Xin cảm ơn những lượt like, lượt follow, lượt thả tim của tất cả anh em đang xem livestream. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là mát mẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Lại là một pha chạy bi thiếu lực nữa của cầu thủ Du Han Chua. Đuôi rồi, tuy nhiên thì hành bi này vẫn có thể xử lý dễ dàng hơn thay vì nó sát vào đít bi số 7. Ở thông tin ngày mai thì tôi vẫn chưa cập nhật các bạn nhé. Hay chưa? À bằng kìa. À bằng đạn lại luôn cho sành điệu nó. Không, phơi hàng rồi. Tuy nhiên hình binh ghi này thì vẫn chưa thể tấn công được và lại tiếp tục là những pha thủ bi thôi. Có anh Hoàng lên 23.000 mắt coi ngay. Vâng. Đấy là có anh Hoàng, còn có Phong Gena vào đánh phải 5-6.000 mắt xem luôn. Hai cầu thủ chúng ta đang ngắm nghía rất là kỹ. Nhèo hết cỡ luôn này nhèo. Nhèo nổ nổ mắt luôn. Và đang tính toán A băng để có thể thủ bi lại đội tuyển Philippines này. À, vâng, vậy là còn bi còn đường đánh anh em ạ. Toi không? Đưa rồi anh em ơi. Một hàng dọc tập hợp luôn rồi. Ông biết anh đang tính toán gì đấy nhỉ? Anh em có biết ông đang tính gì không? Vâng. Ý đồ của anh ấy là A băng dày viên bi số 1 một tí. Sau đó cái sẽ chạy xuống dưới băng ngắn gần màn hình đây. Bắt đuôi sau 47 nhưng mà tuy nhiên là anh Phong nổ như gió. Cứ linh tinh tinh. Chua trông nhàu lắm. Ui bạn Hoàng HD này. Chua hôm nay mới cắt quả tóc trông sành điệu ngon dài thế. Ông lại bảo nhau. 5.000 mắt coi là chuyện bình thường, đấy là ít các bạn ạ. Quán nào vậy? Quán câu lạc bộ Overload Black các bạn Thành Đạt nhá. Tại địa chỉ 346 Tân Hương, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, một pha điều bi mượn má hãm lực cực kỳ là chi tiết luôn. Đứng bi thôi, đứng bi an toàn chăng. Wow, cầu thủ Đặng Bắc Minh đang bảo cầu thủ Linh Tuyên Quang là rút về luôn, rút luôn xe 3 năm luôn. Chính xác. Vừa một tình huống là cầu thủ Đặng Bắc Minh đã làm rơi cục lơ mà rất là may là không va chạm vào viên bi nào ở trên bàn. Và một pha hồi ba quên báo lỗ của cầu thủ Đặng Bắc Minh. Không sao anh ơi, thua thì thôi, à quên, thua kèo này tao bảy kèo khác. Chào cầu thủ Linh Hunter nhá. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, nào nào, cái lực nào. Ui dồi ôi, anh em ơi, đặt đi cũng đặt ở chỗ này thì cũng chả đặt chỗ nào đúng. À không, đặt đi tôi sẽ đặt chỗ khác anh em ạ. Hơi thiếu lực nhá. Tuy nhiên là không sao. Vẫn nằm trong. Ui dồi. Ngượn má điều bì. Hay thế. Hành vi này chắc chỉ còn mỗi cái nỉ trên bàn thôi anh em ơi. Đẹp lắm rồi. Tống quá. Không tống đâu. Bình luận viên xuống ngủ à, nói chuyện chán rồi. Đấy. Tôi nói chuyện anh em từ nãy giờ đang khen hay là khen vui thì gặp ông Hoàng Ngọc Trung này thì ông khó tính thế không biết. Sợ họ bảo chơi bẩn nên trượt. Là như nào nhỉ? Rơi lơ là tê lắm rồi đấy. Bảo Việt Nam chạm 7 mà đấy, một con bi chủ hơi chủ quan. Thực ra là không phải chủ quan đâu bạn, mà cũng có thể là một chút gì đó tâm lý nó vào đúng cái lúc đấy nó dẫn đến tình huống nó trượt đi. Và cái tình huống đấy là cơ thủ Đặng Bắc Ninh phải sử dụng kỹ thuật là cúp áp phê để điều bi số 4, cho nên là cái chuyện mà trượt bi thì nó cũng không có gì là quá bất ngờ rồi. Anh em cổ vũ cho Việt Nam như nào sao lại cứ trù 97 ông Dũng Nguyễn này, người Philippines à? Bắt lỗi, bắn lỗi đi cơ bản thế sao bắn được. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của Hoàng Ngọc Trung nhé. Thì mỗi người có mỗi cách, mỗi lối bình luận khác nhau. Đấy, nếu mà bình luận viên có thể không làm hài lòng bạn thì mời bạn vui lòng dí nút giảm âm lượng khoảng 5 phút. Xem người ta chửi không, mình thấy tức. Mình luận như không nghe thấy gì đâu là như nào cho bạn đạt smiler, nó mở hết âm lượng lên chưa? Quốc Việt, đây. Mình luận nghe giọng biết đẹp trai. Đấy, ông Quốc Việt này. Anh em hãy như Quốc Việt nhé. Linh cùng quê với mình. Vâng, xin chào cầu thủ Anh Khoa, vậy là cầu thủ Anh Khoa ở Tuyên Quang hả? Vâng, cầu thủ Nam Trần, cầu thủ Johan Chu ở ngoài rất là thân thiện, rất là hiền luôn. Bẽn la bẽn lẽn như gái đôi mươi luôn. To tiếng lên bình luận. Ok, cầu thủ Linh Ly Giang nhá. Anh em nghe âm thanh lớn đây nhỉ? Tôi rất là không tự ái luôn. Còn tôi chỉ bảo là anh em nếu mà bạn Trung không nghe, thích nghe tôi bình luận thì bạn có thể giảm âm lượng đi một tí. Vâng,
Âm thanh hôm nay có chút một trục trặc kỹ thuật cho nên rất mong anh em thông cảm nhé. Và loanh quanh lại tỷ số lại 9-6 rồi. Vâng, tỷ số chung cuộc là 9-6 thuộc về team Philippines anh em nhé. Hôm nào dự đoán 9-7 đấy. Còn cái này chỉ chuyên lỗ 10 bị viên ạ. À thế không? Bắt tay rủ đội bạn đi nhậu rồi mình cân vâng, chưa đi nhậu vội anh em nhé. Sau trận đấu này các cầu thủ chúng ta sẽ nghỉ ngơi đôi chút và sẽ có vâng, xin cảm ơn sự góp ý của tất cả các bạn, xin cảm ơn Bảo Tiến đấy. Ông có anh ở đây rồi lại bảo của tôi nghe rõ mà, xong rồi có ông lại bảo là nghe không rõ. Vào 8 giờ sẽ là chương trình talk show của hai cầu thủ Juan Chua và Chim Aranat. Anh em có thể đi nghỉ ngơi, cơm cháo nước nôi, xong là 8 giờ chúng ta quay lại live stream để cùng trò chuyện trực tiếp với cả hai cầu thủ chúng ta anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã và đang theo dõi live stream suốt từ chiều đến giờ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.